Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Kết quả Anh 1 đến 1 Thụy Sĩ, Tam sư nhọc nhằn vào bán kết sau loạt penalty. Trận tứ kết Euro 2024 giữa Anh với Thụy Sĩ đã kết thúc bất phân thắng bại sau 120 phút với tỷ số 1-1 và buộc phải giải quyết thắng bại trên chấm 11m. Ở loạt sút luân lưu đầy may rủi, đội tuyển Anh đã có thắng lợi 5-3 khi thủ thành Jordan Pickford đẩy được một cú sút của Manuel Akanji giữa rất nhiều những chỉ trích về việc không thay đổi cách chơi cũng như cách sử dụng nhân sự của đội tuyển Anh. Huấn luyện viên Gareth Southgate một lần nữa khiến giới chuyên môn bất bình bằng việc giữ nguyên toàn bộ đội hình thi đấu ngoại trừ sự vắng mặt bất đắc dĩ mang tên Mark Gey, người nhận án treo giò và Iziri Konsa vào sân thay thế. Với đội tuyển Thụy Sĩ, không có gì ngạc nhiên khi huấn luyện viên Murat Yakin quyết định giữ nguyên niềm tin vào 11 cầu thủ đã đánh bại Italia ở vòng 1/8. Và tất nhiên, những Granit Xhaka Manuel Akanji và Sudden Security đều quen thuộc với nhiều đối thủ của mình nên họ không hề e sợ bằng việc nhập cuộc rất chủ động, sẵn sàng chơi sòng phẳng với đội tuyển Anh. Thế trận trong 45 phút đầu tiên khác hoàn toàn so với hai trận tứ kết sớm giữa Đức với Tây Ban Nha và Pháp với Bồ Đào Nha, khi hai đội mang đến một hiệp đấu khá nhàm chán, không có bất cứ cú dứt điểm chúng khung thành của nhau. Tình huống nguy hiểm nhất đến ở phút cuối cùng, khi Kobe Menu xâm nhập vòng cấm dứt điểm sau đường truyền của Bukio Saka nhưng đội trưởng Granit Saka đã có pha cản phá cứu thua 10-10 cho Thụy Sĩ. Bước sang hiệp 2, hai đội không đưa ra bất cứ sự thay đổi nhân sự nào và thế trận tất nhiên cũng không có bất cứ đột biến nào. Anh là đội cầm bóng nhìn hơn, nhưng trong chính Thụy Sĩ mới là đội bóng tạo được những tình huống sóng gió trước khung thành của Pickford. Tiền đạo Green Embolo đã khiến trung vệ con xa trải qua những phút thi đấu vô cùng khó khăn. Khi liên tục vượt qua nhưng các pha dứt điểm của cầu thủ này lại không thể vượt qua được chốt chặn cuối cùng của Tam Sư. Tuy nhiên, quá tam ba bận và ở lần thứ ba dứt điểm trong trận đấu này, Embolo đã khiến người hâm mộ anh chết lặng. Phút 75, sau cú dứt điểm chéo góc của Doi, bóng khẽ chạm chân Stone đổi hướng khiến Pickford không thể cản phá và Embolo băng vào rất nhanh để đệm bóng vào lưới trống. Sau bàn thua, huấn luyện viên Southgate có liền 3 sự thay đổi người với sự có mặt của Luxo, Cole Palmer và Eberechi Easy. Dù những sự thay đổi chưa phát huy tác dụng, nhưng Tam Sư đã nhanh chóng có bàn gỡ ở phút 80. Saka sau khi nhận rất nhiều lời chỉ trích từ đầu giải đã thể hiện đẳng cấp với pha đi bóng và dứt điểm sở trường từ ngoài vòng cấm đưa bóng gam thẳng vào góc xa khung thành so mờ san bằng cách biệt. Khoảng thời gian 10 phút cuối trận hai đội đều có được những cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng không thể tận dụng thành công. Tỷ số hòa được giữ nguyên đến hết trận và một lần nữa trận tứ kết phải bước vào hiệp phụ. 30 phút thi đấu của hiệp phụ, Thụy Sĩ tiếp tục cách chơi chắc chắn của mình và phong tỏa tất cả những ngôi sao tấn công của Tam sư. Tuyển Anh thi đấu hay hơn trong 15 phút đầu với những cú dứt điểm nguy hiểm của Declan Rice và Bellingham nhưng không thắng được thủ thành Sommer. Trong khi đó, Thụy Sĩ có 5 phút cuối hiệp phụ thứ hai tăng tốc và khiến khung thành tuyển Anh trao đảo. Sudden Security đá phạt góc dung chuyển sang ngang trước khi Whitmer nã đại bác khiến Pickford vất vả cản phá. Không thể có thêm bàn thắng sau 30 phút hiệp phụ, hai đội phải định đoạt trận đấu trên chấm 11 m Sự xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford khi cản phá cú đá đầu tiên của trung vệ Manuel Akanji cũng như bản lĩnh của cả năm. Cầu thủ Anh thực hiện thành công các cú sút của mình đã giúp Anh giành chiến thắng Trung cuộc 5-3 ở loạt luân lưu cân não. Thắng kịch tính Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan gặp Anh ở bán kết. Hà Lan giành quyền vào bán kết Euro 2024 sau khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-1. Hà Lan chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ trong trận tứ kết cuối cùng của Euro 2024. Khán giả được chứng kiến nhiều pha bóng hấp dẫn từ cả hai đội bóng. Hà Lan được đánh giá mạnh hơn nhưng phải nhờ tới pha phản lưới của đối thủ để giành chiến thắng. Trận đấu trên sân vận động Olympia Stadion, Berlin, sôi nổi ngay từ những phút đầu trận. Hà Lan tấn công, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ luôn sẵn sàng đáp trả bằng những pha bóng dài. Sau những phút đầu phòng ngự, Thổ Nhĩ Kỳ dần ép ngược lại đối thủ. Đội bóng của huấn luyện viên Vincenzo Montella mở tỷ số ở phút 35. Ada Guler thực hiện đường truyền xuất sắc cho Samet Akedin đánh đầu tung lưới đội tuyển Hà Lan. Có bàn thắng, Thổ Nhĩ Kỳ lùi sâu đội hình thiết lập thế trận phòng ngự. Hà Lan bế tắc. Các ngôi sao như Savi Simons, Memphis Depay hay Cody Gakpo mờ nhạt trước hàng thủ chặt chẽ của đối phương. Bước sang hiệp 2, Hà Lan tăng cường sức tấn công. Họ gây sức ép tốt và đưa bóng vào vòng cấm đối thủ nhiều hơn nỗ lực của cơn lốc màu da cam giúp đội bóng này lật ngược tình thế. Phút 70, Stefan Zevray băng vào đánh đầu dũng mãnh trong tình huống phạt góc để gỡ hòa cho Hà Lan. Đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman hưng phấn và tiếp tục tấn công dồn dập. Hàng thủ thổ nhĩ kỳ mắc sai lầm. Hậu vệ Mert Mulder chủ quan khi cắt đường căng ngang của Zenro Dumfries từ cánh phải. Pha tranh chấp hợp lệ của Cody Gakpo khiến cầu thủ thổ nhĩ kỳ lúng túng đưa bóng về lưới nhà. Thổ nhĩ kỳ dốc toàn lực tấn công trong thời gian còn lại họ tạo ra sức ép lớn lên hàng thủ đối phương. Thủ môn Bad Verbruggen và các hậu vệ phải làm việc vất vả để cứu nguy cho Hà Lan. Ada Guler và đồng đội không thể tìm được bàn gỡ hòa. Hà Lan giữ được tỷ số 2, 1, giành chiến thắng chung cuộc và lọt vào vòng bán kết gặp đội tuyển Anh. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín, truy cập ngay tè.nizetkto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.